hôm nay hãy cùng mình làm lì xì mèo thần tài có thể kéo ra tiền như này nha. Đầu tiên bạn hãy chuẩn bị một tờ giấy ô ly, sau đó cắt một hình chữ nhật dài 21cm, rộng 16cm. Sau đó xoay hình chữ nhật theo chiều ngang và gấp đôi lại sao cho còn thừa lại 1cm như thế này. Tiếp đến bạn hãy mở tờ giấy ra và cắt ở mảnh bên phải đi đoạn 1cm. Sau đó lại gấp lại và cắt các điểm giống như mình đánh dấu ở trên hình. Bây giờ bạn hãy gấp nếp các phần rìa mà chúng ta vừa cắt xong. Ở phía trên bạn hãy đếm vào mỗi bên 4cm và đánh dấu cho mình 2 điểm. Ở mép trên cùng đánh dấu 2 điểm, cách hai cạnh bên 2cm. Bây giờ bạn hãy nối các điểm này lại, hơi giống hình tam giác để chúng ta làm tai của chú mèo. Sau đó hãy cắt theo các đường chúng ta vừa vẽ. Bây giờ bạn hãy lật ngược lại và chúng ta sẽ vẽ hình khuôn mặt của chú mèo. Từ điểm trên cùng bạn hãy đếm xuống 4cm và đánh dấu cho mình một điểm. Từ điểm này bạn hãy vẽ một hình trái tim nhỏ làm mũi của chú mèo. Tiếp đến đánh dấu một điểm cách điểm vừa nãy 1cm. Từ điểm đó đánh dấu hai điểm cùng hàng cách điểm chính giữa 3,5cm. Bây giờ bạn hãy vẽ hai đường vòng cung để tạo thành miệng của chú mèo. Từ điểm mép tai của chú mèo bạn hãy đếm xuống 2,5cm, bạn làm tương tự với bên kia. Sau đó vẽ hai vòng cung lên để làm mắt của chú mèo. Và mỗi bên hãy gạch 3 gạch làm râu của chú mèo. Giờ thì dùng màu và tô theo các nét mà chúng ta vừa phát. Mình sẽ dùng màu đỏ để tô mũi và miệng của chú mèo, màu đen để tô mắt và ria. Ở phần tai thì bạn hãy vẽ hai hình tam giác nhỏ để làm lỗ tai của chú mèo. Và cuối cùng thì lấy màu vàng để tô để làm lông của chú mèo. Tô xong bạn lật tờ bên dưới ra và dùng dao dọc giấy cắt theo miệng của chú mèo. Bây giờ hãy dùng băng dính hai mặt hoặc keo dán để chết vào phần rìa và chúng ta sẽ dán lì xì lại. Tiếp đến bạn hãy lấy một tờ giấy khác và đặt dưới miệng của chú mèo. Sau đó vẽ một hình vòng cung sâu để tạo thành lưỡi của chú mèo. Sau khi vẽ xong thì bạn hãy dùng màu đỏ để tô nhé. Tô xong thì cắt ra và chúng ta sẽ được chiếc lưỡi như thế này. Bây giờ bạn hãy chuẩn bị các tờ tiền và dán chúng lại với nhau thành một dải dài. Các bạn cố gắng là dán nhiều băng keo để chúng ta lúc kéo ra sẽ không bị tuột nhé. Ở đây mình sử dụng 3 tờ tiền, các bạn cũng có thể dùng nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên giới hạn dưới 6 tờ thôi nhé, để tránh lì xì bị phồng to quá. Sau khi đã dán các tờ tiền thành một dải dài thì chúng ta sẽ gắn lưỡi vào đầu của dải. Các bạn hãy đặt chiếc lưỡi ở bên dưới tờ tiền, sau đó dùng băng keo dán ở phía dưới nhé, để tránh lộ khi chúng ta đặt lưỡi mèo vào. Bây giờ bạn hãy gấp một mép nhỏ như thế này. Sau đó từ các chỗ mà chúng ta vừa dán, bạn hãy gấp đôi lại và ướm bằng với phần chúng ta vừa gấp. Sau đó bạn hãy miết nhẹ phần dưới để cho tiền đỡ phồng và chúng ta có thể dễ dàng cho vào lì xì hơn. Bây giờ chỉ cần nhét tiền vào lì xì và sao cho chiếc lưỡi của chú mèo thè ra là được. Cuối cùng bạn hãy dùng một ít băng keo hoặc hồ dán và dán phía trên đầu chú mèo để đóng ba lì xì. Vậy là hoàn thành rồi nè, mình sẽ kéo thử cho các bạn xem nhé. Các bạn hãy làm nhiều để tặng cho bạn bè và người thân nhé, đảm bảo ai cũng thích luôn. Chúc các bạn thành công. Bye bye!